Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong đêm 30 tháng 9 đã gây lũ ống, làm thiệt hại nghiêm trọng tại một số xã của huyện Tương Dương, sáng nay Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Bốn bản của xã Lượng Minh đến sáng nay đã bước sang ngày thứ ba sau trận lũ quét. Nhiều công trình nhà cửa bị hư hỏng, tan hoang. Người dân đang tích cực dọn dẹp để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh, điểm trường có gần 300 học sinh học bán trú tại bản Minh Tiến bị ảnh hưởng nặng nhất. Đồ dùng thiết bị học tập, sách vở chìm sâu trong lớp bùn dày. Lương thực thực phẩm và thiết bị điện lạnh bảo quản gần như bị ngập nước, hư hỏng. Ngay khi lũ rút, các thầy cô giáo, lực lượng công an, bộ đội và cả phụ huynh dồn sức nạo vét bùn đất, dọn rửa để sớm đón học sinh trở lại. Trước mắt là để các cháu học sinh ở tại cái trường tiểu học Lượng Minh đến trường sớm nhất. Sau đó thì hỗ trợ của tỉnh rồi cũng như các mạnh thường quân thì chúng tôi sẽ ổn định cái cuộc sống người dân, và sau đó thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ có một cái tờ trình cụ thể đối với Ủy ban nhân tỉnh và các ngành chức năng để có cái khảo sát và di dời một số hộ dân có cái nguy cơ thường xuyên, và trong lâu dài thì chúng tôi sẽ có lập cái phương án để đề xuất cụ thể. Qua thống kê, có 4 xã bị thiệt hại nặng nhất là Lượng Minh, Liêu Kiền, Xá Lượng, Nhơn Mai, với 85 nhà ở, công trình trường học bị hư hỏng. Nhiều diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hiện tại xã Tam Hợp cũng đang có 19 hộ dân và một điểm trường mầm non nằm trong diện có nguy cơ bị sạt lở, phải di dời khẩn cấp. Là liên quan đến trực tiếp là cái điểm trường mầm non tại bản Xuân Nộng thì chúng tôi đã chỉ đạo di dời về cái điểm trường mới. Còn đối với 19 hộ dân nguy cơ thì trong đó có 4 hộ dân thì đã phải di chuyển, thì hiện nay là cũng cần phải di chuyển cả 19 hộ dân để đến cái nơi ở mới. Hiện nay đã chọn được vị trí và cũng mong muốn trong thời gian tới là Ủy ban nhân dân tỉnh có cấp kinh phí để thực hiện cái đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện cũng như là người dân của xã Tam Hợp. Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Tương Dương huy động tối đa lực lượng phương tiện giúp dân xử lý các sự cố về giao thông, tiếp tục khảo sát nắm tình hình nguy cơ sạt lở và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ các xã bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp để tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh. Hiện tại các tuyến đường ra vào các xã Lượng Minh, Liêu Kiền, Xá Lượng, Nhơn Mai, phương tiện đã có thể lưu thông được. Hiện nay tại huyện Tương Dương, trời đã tạnh mưa, tuy nhiên đất đá bị ngậm no nước, liên kết yếu, nên nguy cơ sạt lở vẫn rất cao. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Cứu nạn Cứu hộ cần tiếp tục theo dõi để cảnh báo và có phương án phòng tránh sớm.